Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng với nhà em là 0866 189 566. Và số điện thoại này cũng có Zalo các anh chị nhé. Em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá sẽ là 30.000 đồng thôi các anh chị ơi. Và sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng. Hôm nay cả nhà em cập bến rất là nhiều loại lan, các anh chị chú ý giúp em nhé. Đầu tiên đó chính là một số những cái loại hàng chậu đang nụ đang hoa rất là đẹp như thế này. Và chất Mỹ, chất Mỹ đẹp chưa này các anh chị ơi, hoa nó thơm. Chất Mỹ em bán với giá là 80.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu em bao ship nhé. Hoa đây, mặt hoa của nó đây. Còn lại đa số là đang có nụ như thế này thôi ạ. Trầm blue cũng rất là đẹp này các anh chị này. Trầm blue siêu nụ siêu hoa luôn các anh chị ơi. Quá trời là đẹp luôn ạ. Mặt hoa trầm blue này. Đẹp chưa? Đấy, đẹp chưa? Đây là mặt hoa trầm blue đấy các anh chị nhé. Em bán với giá là 160.000 đồng một chậu trầm blue đối với cái hàng không bị lỗi. Còn đối với cái hàng ví dụ như mà nó sẽ hơi gãy đầu ngọn một chút xíu chẳng hạn ạ, hoặc là những cái chậu nó đã nở nhiều hoa như thế này thì em bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. Hoa thơm nước mũi luôn, hoa đẹp lắm các anh chị ơi, rất là đáng sưu tầm. Đây là trầm blue đây ạ. Trầm rồng đỏ cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp và rất là sai hoa. Trầm rồng đỏ chậu từ 2 cho đến 4 5 thân. Chậu nhiều thân thì nó sẽ thấp, có những cái thân cao thân thấp nhé các anh chị ơi. Đấy, trầm rồng đỏ em bán với giá cũng 90.000 đồng một chậu. Giả hạt Hawaii trắng. Đây, chuẩn mật bông cho các anh chị luôn. Và hiện tại đang có nụ có hoa nhé. Đây là hoa Hawaii trắng này, hoa rất là thơm luôn. Em bán giả hạt Hawaii trắng với giá là 90.000 đồng một chậu. Và lấy 2 chậu em cũng bao ship ạ. Phi điệp 5 cánh trắng hạng hồng cũng đang nụ đang hoa nhé. Một số chậu đang có hoa như thế này, nhưng đa số là đang nụ thôi ạ. Đấy, mặt hoa của phi điệp 5 cánh trắng hạng hồng đây ạ. Rất là thơm nhé. Em bán với giá là 80.000 đồng một chậu và lấy 2 chậu em cũng bao ship. Tất cả các loại chậu này thì các anh chị cứ lấy 2 chậu em cũng sẽ bao ship nha. Tiếp đến nữa đó chính là đại bạch long, cũng là một dòng lan đẹp. Mặt hoa thì phải nói là đây ạ. Hoa nó màu trắng. Hoa màu trắng tinh như thế này và bông nó rất là to, nên là đại bạch long đây này. Thơm lắm, cái dòng này rất là thơm. Sai hoa. Chiều cao trung bình nó rơi vào từ 70 cho đến 80 cm. Đại bạch long thì những cái chậu một thân sẽ là 90.000 đồng một chậu, những cái chậu hai thân sẽ là 150.000 đồng một chậu. Đó là các hàng chậu. Long tu xuân rất là đẹp này các anh chị ơi. Long tu xuân thì cái bảng gỗ này, đây đang có hoa này. Cái bảng thì em bán với giá 90.000 đồng một bảng. Long tu xuân những cái chậu bé như thế này. Chậu bé thì nó cũng rất là nhiều thân nhé, chứ không phải ít thân đâu. Và mặt có những chậu nó đang nở hoa như thế này. Những chậu bé thì em bán với giá là 80.000 đồng, 90.000 đồng một chậu. Còn long tu xuân những cái chậu to như thế này thì là 130.000 đồng một chậu các anh chị nhé. Một số chậu thì đang có nụ, một số chậu đang có hoa. Nói chung là đa số là cũng đang có nụ thôi ạ. Hoặc là sưng nụ lên. Hoàng thảo kèn đang nụ, chuẩn mặt hoa kèn, cái này em bảo hành nhé, số lượng cũng còn ít thôi các anh chị ơi. Hoàng thảo kèn em bán với giá là 450 một cân, 45.000 đồng một lạng. Các anh chị có thể mua theo lạng theo cân đều được hết nhé. Lấy một cân hoàng thảo kèn em sẽ bao ship ạ. Hoàng thảo đùi gà tròn em cũng vừa mới cập bến một lô rất là đẹp luôn. Và ở cái lô này thì có nhiều cái nụ nó to như thế này rồi đây các anh chị này. Đấy. Hoàng thảo đùi gà tròn 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Kiều vuông cánh trắng. Hiện tại thì một số thân thì nó đang nhú nụ như thế này. Không phải tất cả đâu, chỉ có một số thân thôi các anh chị nhá. Đấy, một số thân nó đang nhú nụ như thế này rồi này. Nụ nó đang nhú rồi. Về bây giờ là tới này các anh chị cũng sẽ được ngắm hoa. Đây này. Có cái nụ to như thế này rồi. Không phải tất cả các thân đâu nhá. Các anh chị lưu ý cho em, chỉ có một số thân nó đang nhú nụ thôi, còn một số thân thì nó vẫn sưng mắt và tới này nó cũng sẽ nhú nụ. Lô hôm nay rất là đẹp này, 260.000 đồng một cân kiều vuông cánh trắng. Và 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Kiều vàng cũng là một dòng lan đẹp, mặt hoa đẹp và rất là siêng hoa. Hoa như cái đèn lồng luôn đấy các anh chị ạ, đẹp lắm ạ. Và kiều vàng cũng là một dòng lan dễ thuần. Em bán kiều vàng với giá là 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo lụa vàng nó cũng đang sưng mắt chuẩn bị đến mùa hoa. Và cái lô lụa vàng hôm nay thì nói chung thân như thế này đã là rất là mập rồi này các anh chị này. Lụa vàng đặc điểm của nó là hoa nó thơm và thời gian nở hoa nó gần một tháng các anh chị nhé. Hoa nó cũng khá là đẹp. Em bán với giá là 250.000 đồng một cân lụa vàng, 50.000 đồng một bó. Hạc vĩ, hàng rừng, đây thân nó rất là dài này các anh chị này. Đó, cái đặc điểm của hạc vĩ thì bây giờ là nó đang bắt đầu sưng nụ hoặc là có những cái thân nó bắt đầu nhú nụ
nhưng nụ nhú nụ bé thôi các chị nhé. Đặc điểm của nó là nhìn thân nó khô khô như thế này thôi, nhưng mà đây là một cái dòng lan dễ chăm cực kỳ, các anh chị có thể vứt bờ rào nó vẫn cứ sống bình thường, không cần phải chăm sóc nhiều các chị nhé. Hạc vĩ thì em bán với giá là 160.000 đồng một cân, nó rất là dài, và 50.000 đồng một bó. Đấy, nhìn nó thì giống như kiểu là rơm rạ như thế này thôi, nhưng mà phải nói là hoa của nó rất là sai hoa luôn. Và đây các anh chị dễ chăm cực kỳ luôn nhé các anh chị nhé, chứ không phải là nó chết đâu ạ. Bây giờ đang là cái mùa nó chuẩn bị có hoa thì nó như này, nên là nó sẽ không còn lá. Tiếp đến nữa đây đó chính là dáng hương sóc lào, 80.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Sóc lào thì hoa nó rất là đẹp ạ. Kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa, kim điệp sáp, lô hôm nay về phải nói là rất là nhiều nụ và hoa như thế này. Hoa của nó cực kỳ là bền nhé các anh chị ơi, thơm nữa. Đấy, và lô hôm nay thì nhiều dề. Đương nhiên là hàng rừng thì sẽ có dề to dề nhỏ, nhưng mà hôm nay rất là nhiều dề các anh chị nhé. Đó, và hôm nay cũng nhiều thân cao. Nói chung là lô hôm nay nó đẹp hơn lô hôm trước rất là nhiều luôn á các anh chị ạ. Kim điệp thơm em bán với giá là 190.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Lô hôm nay là các anh chị tranh thủ mua đi, lô sau là nó sẽ không còn nụ nữa đâu đấy ạ. Đấy. Kiều tím em xả hàng, hôm nay em còn một ít thôi em xả hàng nhé. Kiều tím thì bình thường em bán là 350 một cân, nhưng hôm nay em cũng sẽ xả lỗ luôn để các anh chị vào vườn. Nói chung là nó vẫn là theo dề thôi, chẳng qua cái dề của nó thì nó sẽ kiểu như là nó có thể là nó hơi cong cong vẹo vẹo một chút xíu đấy các anh chị nhé. Kiều tím hôm nay em xả với cái giá 290.000 đồng một cân thôi, để xả lỗ đấy các anh chị ạ, 290.000 đồng một cân và 70.000 đồng một bó các anh chị nhé. Đây là kiều tím vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quế trắng tháng 8 hàng lá xếp rất là đẹp như thế này đây các anh chị này, đẹp như tranh luôn các anh chị ạ, quá trời là đẹp đấy. Đấy, hoa thì phải nói là siêu thơm. Em bán với giá còn một ít như này thôi, em cũng sẽ giảm giá xả hàng để các anh chị sưu tầm, với cái giá chỉ còn 550.000 đồng một cân thôi nhé, 550.000 đồng một cân. Đó, các anh chị thích lấy bao nhiêu cây em sẽ cân lên, bao nhiêu lạng thì tính giá là 55.000 đồng một lạng nhé. Bạch nhạn hoa trắng và hoa nó rất là đẹp các anh chị ạ. Bạch nhạn này cũng là một dòng lan dễ thuần thôi các anh chị ơi. Đấy, em bán với giá là 160.000 đồng một cân bạch nhạn và 50.000 đồng một bó. Ý thảo ba màu hôm nay có một ít thôi, và một số thân thì nó đang có nụ như thế này, không phải tất cả đâu các anh chị nhé. Một số thân nó đang có nụ ạ. Đấy, ý thảo ba màu em sẽ có 4 phần, 3 phần sẽ là 80.000 đồng một phần. Còn một cái dề này, đấy, cái này là nguyên một dề nhé, thôi em cũng bán 80.000 luôn. Đấy, 4 phần này đều 80.000 đồng nhá. Và đây là mặt hoa của ý thảo ba màu đây các anh chị này, số lượng hôm nay cũng chỉ có ít thôi. Đấy, có 4 phần này thôi các anh chị nhé, đồng giá là 80.000. Em có một phần dáng hương đuôi chồn. Đây, cây rất là tươi này. Đấy, một cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, có cả cây nhỏ, cây vừa và cây to. 6 cây đuôi chồn này là 90.000 đồng. Vẩy rồng hôm nay em cũng có một số dề nhá các anh chị ơi. Vẩy rồng này là vẩy rồng số 5 này, à vẩy rồng số 2 này. Vẩy rồng số 2 nguyên một dề như thế này. Đấy. Nói chung một gốc như thế này, nhưng mà về các anh chị có thể tách ra làm đôi cũng được. Đây này, cái chỗ này thì thấy này. Đấy, các anh chị có thể tách phần này ra, nếu không các anh chị cứ thế ốp này vào 200.000 đồng vẩy rồng số 2. Vẩy rồng số 3 90.000 đồng, nó là một dề như thế này. Vẩy rồng chuẩn bị đến mùa hoa rồi, cho nên là một số thì nó đang sưng nụ rồi nhá. Thậm chí là hôm qua em thấy là có những cái thân nó đã nhú nụ rồi đấy. Vẩy rồng số 6 100.000 đồng. Số 6 100.000 đồng. Các chị nhá, số 6 này là 100.000. Ngoài ra em cũng có vẩy rồng hàng kg đây các anh chị này. Vẩy rồng hàng kg nó cũng có dề, cũng có dề, nhưng mà cái dề nó sẽ nhỏ nhỏ hơn chút xíu, nhưng mà cũng vẫn là dề để các anh chị dễ ghép thôi. Đấy, vẩy rồng hàng kg này 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Em còn một phần hoàng thảo môi tua rất là nhiều như thế này, 50.000 nhá. Hoa nó cũng rất là đẹp luôn đấy. Hỏa hoàng cam em cũng có 2 phần, mỗi phần này là 50.000. Long tu xuân thanh lý chỗ này là 1 cân tư, một cân 3 cân tư gì đó anh chị nhé. Bình thường em bán là 250 một cân, nhưng hôm nay cái thứ nhất là có thể là nói chung là chỉ còn một số những cái rễ mà nó ngắn ngắn xinh xinh như này là thân nó vẫn còn nguyên thôi. Nhưng mà đa số là nó đều bị gãy nhá các chị ơi. Những cái thân tơ đa số là nó sẽ bị gãy. Hôm nay em thanh lý luôn tất cả cái đống này nhá. Hiện tại thì nó cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ và nó đang bắt đầu nhú nụ như thế này đây này các chị này. Chứ không phải nó gãy là các anh chị không được chơi hoa đâu nhá. Đây này. Đấy.
thân bé, thân thấp nó cũng vẫn như vậy, nó cũng đang bắt đầu nhú và nứt mắt ra như thế này, sưng lên như thế này rồi. 1 cân 4 long tu xuân chỗ này. Em sẽ tính với cái giá hàng thanh lý là 180.000 đồng một cân các anh chị nhá. Bình thường em bán là 250 một cân đấy. Hôm nay em bán là 180.000 đồng một cân, các anh chị vẫn được chơi hoa bình thường. Và hiện tại một số mầm gốc nó còn đã lên như thế này rồi đấy các anh chị nhé, chứ không phải là nó không phát triển được đâu ạ. Quế tím thì hôm nay em sẽ có một phần hàng đẹp hơn và một phần hàng thanh lý. Đấy, cái phần hàng đẹp hơn này bình thường là em bán với giá là 170 đúng không ạ? Nhưng hôm nay còn một ít như thế này em sẽ xả hàng với giá là 130.000 đồng một cân các anh chị nhé, với cái hàng đẹp hơn này. Còn cái hàng thanh lý này, vì sao mà em gọi là hàng thanh lý? Có thể là nó lỗi lá nhiều hơn hoặc là nó nhìn nó không đẹp bằng ấy. Đấy, nói chung là thế nhé các anh chị ơi. Có thể nó lỗi lá, gãy lá nhiều hơn. Và cái hàng thanh lý này em sẽ giảm giá xả hàng với cái giá 90.000 đồng một cân thôi các anh chị nhé. Các anh chị có thể mua theo bó là 50.000 đồng một bó. Các anh chị quế tím, các anh chị chỉ cần lấy tầm khoảng quế tím với bạch nhạn thì nó cũng tầm sàn sàn như nhau. Các anh chị chỉ cần lấy tầm khoảng một bó thôi, một bó 50.000 hoặc là 5 lạng là các anh chị đã có một cái chậu đẹp như thế này rồi các anh chị nhé. Đấy, hoa nó rất là đẹp luôn ạ, rất là đáng sưu tầm. Lan trúc ngọc, phải nói là cái nụ nó quá trời là sai nụ luôn. Cái dòng này hoa thơm lắm các anh chị ạ, trúc ngọc hoa rất là thơm này. Em còn một ít thôi, 230.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. U lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh, hiện tại thì một số thân thì nó vẫn còn nụ như thế này, một số thân thì nó chưa có và một số thân thì nó cũng đã tàn. Đấy các anh chị nhé. Đấy, đây này, u lồi này. Đây này, nhìn cái thân như này, xấu xấu như này, ai nghĩ là nó là thân tơ đúng không ạ? Ai nghĩ là nó có nụ đâu, nhưng mà đấy, nó đang nụ đấy. Đấy, u lồi, nó chỉ ngắn ngắn xinh xinh tầm khoảng 1,5 g đổ lại thôi, 250 một cân và 50.000 đồng một bó. Trúc Phật Bà thì là đây là trúc Phật Bà hàng rừng, cho nên là cái thời điểm nở hoa của nó sẽ chuẩn là hoa Tết nhé các anh chị ơi, chuẩn nở hoa Tết luôn. Hoa rất là thơm và đẹp các anh chị ạ. Bây giờ thì đa số là các anh chị lấy về, các anh chị chăm mầm gốc lên để mình chơi hoa của mùa tới này thôi, năm tới này thôi nhé các anh chị ơi. Trúc Phật Bà 450 một cân và các anh chị có thể mua theo bó là 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Chuỗi ngọc thì một số nó đang có nụ khá là to như thế này này, một số nụ nó nhỏ nhỏ, một số thì nó chưa có nụ. Đấy, nói chung là chuỗi ngọc hôm nay các anh chị có thể thấy là cái mắt ngọc nó cũng khá là sáng sủa như thế này. Em bán chuỗi ngọc với giá là 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Long tu đá hoa tím thì cái thân của nó ngắn ngắn xinh xinh nhưng mà nó đều đang có nụ như thế này hết rồi các anh chị nhé. Hoa của nó rất là đẹp. Long tu đá hoa tím 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Tam bảo sắc hoa vàng, cái dòng này hoa rất là thơm và cái mặt hoa của nó gần giống như hoàng nhạn đấy các anh chị ạ. Em còn một ít như thế này thôi. Tam bảo sắc hoa vàng bình thường em bán là 200.000 đồng một cân, hôm nay em xả hàng với giá là 130.000 đồng một cân thôi các anh chị nhé. Nó sẽ hơi mất nước một chút xíu các anh chị nhé. Cái dòng này thì hôm nào em cũng tưới thôi, nhưng mà cái đặc điểm của cái dòng dáng hương này này, chỉ cần lấy ra khỏi rừng thôi, khỏi cái sự phát triển tự nhiên của nó thôi, là mình chưa ghép được ấy thì nó sẽ nhanh mất nước ạ. Đấy, nó sẽ hơi mất nước một chút xíu, mặc dù hôm nào cũng tưới đấy. Về các anh chị ghép vào chậu này, ghép vào gỗ, nó có giá thể thì nó sẽ phát triển nhanh và nó sẽ hồi trở lại nhé. 130.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đây, lưu ý cho em, đây là hàng thanh lý nha. Và đây là mặt hoa của hoàng của tam bảo sắc hoa vàng đấy, nhìn nó gần giống như hoàng nhãn đấy đúng không ạ? Đấy, hoa rất là thơm, 130.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Sơn thủy tiên lâu hôm nay rất là đẹp này các anh chị ơi. Nó cũng có, nói chung là cái củ già hành của nó tròn tròn, nó ngắn ngắn xinh xinh như thế này nhé các anh chị ơi. Đấy, sơn thủy tiên em bán với giá là 190.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Bây giờ chuẩn bị đến mùa hoa của sơn thủy tiên cho nên là một số thân nó cũng đã bắt đầu nhú nụ lên ra rồi, không phải tất cả đâu nhưng mà một số thân đã nhú nụ rồi nhá. Đấy, tối qua em bán đây này, một số thân nó đã nhú nụ như thế này rồi và một số thân thì nó chỉ là hơi nhú bé thôi. Ngọc thạch ba màu Bắc, cái lô này là thân nó mập đấy anh chị này. Đấy, ngọc thạch ba màu á, có cái lô nó thân nó bé tí, nó kiểu như hạc vĩ gì thế kia kìa, nhưng mà lô này là thân nó mập đấy ạ. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là cắt tỉa rất là gọn gàng sạch sẽ như thế này. Ngọc thạch chuẩn bị đến mùa hoa cho nên là bây giờ những cái thân tơ của nó ấy, những cái thân của nó đang sưng mắt ra rồi và nó cũng đang bắt đầu nhú nụ bé bé thôi nhá. Không phải tất cả đâu, chỉ có một số thân là nó nhú nụ thôi, nhú bé thôi, thì những cái thân đó thì em đã gửi cho mọi người hết rồi. Còn những cái thân này thì bây giờ nó đã là sưng mắt và cũng chuẩn bị nhú thôi các anh chị ơi. Đặc điểm của ngọc thạch là
Ví dụ như cái thân thân già của nó, cái thân năm ngoái nó đã nở hoa như thế này, nhưng mà ở phía dưới này nó vẫn còn cái mắt ngủ, là năm nay nó vẫn sẽ có nụ cho các anh chị nhé. Đấy, cái thân đấy em để đâu rồi để lấy dẫn chứng cho các anh chị. Trong các buổi live là em đều có nói hết rồi đấy. Đây này, một số mắt nó đang bắt đầu sưng nụ này. Đấy, ngọc thạch ba màu em bán với giá là 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó, hàng đẹp ạ. Đấy, Trần Mộng Xuân tối qua có bạn hỏi mà em lại quên mất là còn một dề này. Trần Mộng Xuân, cái dề này sẽ là 90.000 các anh chị nhé. Dề này em cân lên nó được 9 lạng là 90.000 này. Cái dề còn lại bạch ngọc đôi công em cũng chỉ còn một ít như thế này thôi, em cũng chưa cân. Nhưng mà sẽ tính tất cả cái chỗ này với cái giá là 50.000 nhé các anh chị ơi. Xả rẻ. Thanh Đạm Tuyết Hạ thì thời điểm này nó đang rất là nhiều ngầm nụ này các anh chị này. Đấy, những cái này là những cái ngầm nụ cực kỳ là sai hoa luôn ạ. Thanh Đạm Tuyết Hạ em bán với giá là 130.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó nhé. Giáng Hương đôi cáo, hàng thuần, hàng rừng Cao Bằng thuần, hàng những cái hàng lá xếp như thế này các anh chị nhé. Cây thì nó sẽ là cây lá xếp như thế này đấy ạ. Đấy, có thể là có chậu cây to cây nhỏ. Giáng Hương đôi cáo thì em bán với giá là 160.000 đồng một chậu, đồng giá nhé các anh chị ơi. 160.000 đồng một chậu, có duy nhất cái chậu này cây nó to hơn này. Đấy, cây nó to hơn. Chậu này thì em bán với giá là 280 này. Cát trắng kim cương, chậu sai đại luôn, chậu rất là to và nhiều thân như thế này. Hiện tại đang có mèo nụ nhất đây này các anh chị này. Cát trắng kim cương 240.000 đồng một chậu các anh chị ạ. Cái dòng này á, bông nó rất là to và thơm luôn ấy. Hài giác ki, cây nó to như thế này. Đấy, cây nó to hơn những cái lô trước rất là nhiều ấy. Cây hài giác ki to em bán với giá là 30.000 đồng một cây nhé. Lấy 5 cây em bao ship luôn ạ. Hài Vân Nam đang có nụ các anh chị này. Một số cây đang có nụ như thế này này. Đấy, hài Vân Nam rất là đẹp luôn. Đang có nụ. Những cái chậu hài Vân Nam có một cây em bán 200.000 đồng một chậu. Hài Vân Nam có 2 cây sẽ là 250.000 đồng một chậu nhé. Không phải tất cả cái đang có nụ đâu. Một số cây đang có nụ. Còn đây là hài Vân Bắc này. Những cái chậu 2 cây như thế này là 280.000 đồng một chậu ạ. Hài Hằng thì những chậu to này, chậu mà có 3 cây to như thế này nhé, 800.000 đồng một chậu. Hài Hằng, chậu có 2 cây như thế này sẽ là 400.000 đồng một chậu. Hài Hằng, những cái chậu mà có 3 cây như thế này này, ví dụ đây em đang có chậu này thì em nói luôn giá của chậu này. À, chậu hình chữ nhất này em đáng nhẽ là em bán là 700.000, thế tuy nhiên có một cây này nó bị lỗi thì em giảm giá xả hàng còn 600.000 nhé. Hài Hằng em sẽ bao ship ạ. À, đây đó chính là hài Trần Liên. Hài Trần Liên những chậu có 1 cây sẽ là 90.000, chậu 2 cây là 110.000 đồng và chậu 3 cây sẽ là 130.000 đồng một chậu nhé. Còn bên này là hài Hương này, những chậu hài Hương em cũng bán giá một cây là một chậu 1 cây là 90.000, chậu 2 cây 110.000 đồng, chậu 3 cây sẽ là 130.000 đồng. Đây là những cái chậu hài Mau đi xanh có 1 cây thì là 200.000 đồng một chậu. Hài Mau đi xanh có 2 cây là 380.000 đồng một chậu. Mau đi xanh có 3 cây sẽ Hài Mau đi xanh có 2 cây là 350.000 đồng một chậu. Hài Mau đi xanh có 3 cây, chậu có 3 cây là 380.000 đồng một chậu. Và hài Mau đi đỏ, những cái chậu có 1 cây đẹp to như thế này với em bán với giá là 280.000 chậu hài Mau đi đỏ. Hài Mốc Hồng, một số cây đang có nụ này, 90.000 đồng một chậu này. Hài Gấm 90.000 đồng một chậu. Hài Cốc Si 90.000 đồng một chậu. Hài Táo chậu nhỏ thì là 90.000 đồng một chậu. Hài Táo chậu to như thế này là 200.000 đồng một chậu này. Hài Henry 90.000 đồng một chậu. Hài Kim đang có nụ, chậu này đang có nụ này, 200.000 đồng chậu to. Đó là một số loại lan hôm nay nhà em có nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị ạ.